Xin chào tất cả các bạn. Đây là cái cây phôi hoa giấy này các bạn. Đây là có dáng gọi là giáng long. Mình thì sẽ tiến hành cắt bỏ một số chi, chọn lọc lại các cái chi chính thôi. Thì sau thời gian là từ hôm 26 tháng 2, 6 tháng 3, 6 tháng 4. Thì này nó gần 3 tháng rồi các bạn. Giờ mình tiến hành mình lọc chi nó. Lọc chi chọn chủ để mà làm cho nó một cái tác phẩm. Này có giăng long thì mình tiền sẽ đi những cái chọn những cái cành cây rơi làm ra những collect theo cái giăng long cho nó phù hợp phá cách một chút. Sau đây mình tiền mời tất cả các bạn theo dõi. Cây này thì trồng hôm 26 tháng 2 các bạn, 26 tháng 2 năm 2022 đó. Tiền đưa cam cận lại cho mọi người nhìn thấy cái tem và nhìn kỹ một lần nữa cái đường collect cái giăng long của cái cây hoa giấy này và bên tiền sẽ chọn chi này các bạn. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. We're coming to win it. Chọn lọc các cái chi thừa, giờ còn lại những cái chi được chọn ra lại. Mình tiến hành vào dây với nó các bạn, vào dây nha, dây mình nuôi nó, lọc bỏ đi những cái chi thừa để cho nó tập trung nuôi, tập trung dinh dưỡng nuôi những cái chi chính. Bây giờ mình tiến để vào dây nha các bạn. Tiền đã vào dây nước một cho cái cây hoa giấy giăng long của mình rồi đó các bạn. Giờ đây mình Tiền mời các bạn xem lại một lần nữa. Mình giăng long nhưng mà cái những cái điểm nhắn của các cái chi á, những cái đường co ra đó các bạn, thì mình Tiền làm cho nhắn cái nhánh một cái cành rơi xuống các bạn. Đây các bạn, tay rơi. Nãy chỗ này nó có một cái chi lớn, nhưng mà mình tiền cắt bỏ nó đi, nuôi chi khác. Các bạn xem lại một lần nữa. Các bạn đang xem clip thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ những người cùng xem. Mình tiền xin cảm ơn cô chú chị các bạn rất là nhiều. Ở cái cây hoa giấy thì cũng cái mức độ mà tạo ra tác phẩm thì nó nhanh hơn cây mai vàng nha các bạn. Tuy nhiên đối với cái dòng hoa giấy thì cái cành nó là giòn, rất là dễ gãy. Mình uống mình khi mình tạo tác mình uống nó thì mình nắn nhẹ thôi. Các bạn nhìn cái đoạn co nó, mình không phải làm co lách sâu lắm, lách quá thì nó sẽ gãy. Em vậy là nó cũng
cái tạo cái tác phẩm giáng long cành rơi này nó cũng hoàn thiện rồi đó các bạn. Cũng đã đến chắc các bạn nói là dừng video clip ở đây thôi. Thì xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi clip. Xin chào.